kiến lửa. Mình tên là Đàm Thị Thùy Dung, sinh ngày 3 tháng 9 năm 1992. Quê hương của mình nổi tiếng với đặc sản là nhãn lồng và tương bần. Chắc hẳn nhắc đến đây các bạn đã biết là mình tới từ đâu đúng không ạ? Vâng, chắc chắn mình tới từ Hưng Yên. Từ khi trở thành thành viên trong đại gia đình kiến lửa, mình luôn quan niệm rằng học tập hết mình, chơi hết mình và đặc biệt là tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện. Sở thích của mình rất là đa dạng và phong phú, các bạn yên tâm. Mình rất thích đi du lịch và đặc biệt là tham gia các chuyến đi dã ngoại cùng với cả đội. Những chuyến đi như thế sẽ giúp mình có thêm thật nhiều bạn bè. Ngoài ra mình còn học tập được những kinh nghiệm từ những anh chị. Ước mơ lớn của đời mình là trở thành một nữ kiến trúc sư nổi tiếng. Còn công việc hiện tại thì mình đang là người mẫu quảng cáo độc quyền cho nhãn hàng PS. Ngoài ra mình còn sở thích đó là rất thích ăn táo, móc găng tay và đặc biệt là làm thử handmade. Lý do ban đầu của mình khi tham gia tình nguyện rất đơn giản, mình muốn trở thành một sinh viên năng động và nhiệt tình. Nhưng từ khi hoạt động và sinh hoạt trong câu lạc bộ, mình nhận thấy đây chính là ngôi nhà thứ hai của mình, nơi mình có những người anh em, những người chị em được chia sẻ, được học tập, vui chơi và ăn uống. Mình rất thích ngôi nhà và mình muốn gắn bó với ngôi nhà thật lâu. Dự định trong tương lai của mình đó là có thể cùng những người anh em xây dựng đội kiến trúc càng ngày càng vững mạnh và đặc biệt là bá đạo nhất trong chi hội 74. Mình muốn ở lại lâu, lâu và lâu cho đến khi nào bị đuổi thì thôi.